càng về càng xe chắc. No, very good. A lot water. Nhà bà có nè. Qua đây chụp tấm hình nhà bà có đi. Đi tới bỏ chưa? Ghé đầu ghé qua cô tám mà. Mr. Ferro. Dạ vô đi, vô đây đứng đi. Very good. Rồi vô đứng sắp vô đây. Rồi đứng gom vô đây, đứng vô qua ngoài. Cái này cái phượng hoàng, ở đó ngoài em còn chăm kỹ lắm, ngoài em chăm sóc hoa đẹp. Mấy này mới chùm. Ngày hôm nay đi qua nhà ngoại mình ở Công Cát. Công Cát hay còn gọi là Công Quy. Bánh của 70 đồng ăn quá tại đó. Thấy, vô vô phát tù. Xì, là xem nó giống nhau. Này là cổng đi vào nhà ngoại. Hai mươi sáu tháng hai. Ừ. Ra đi. Hả? Ba ngàn. Này mình giống nhà cậu tám mình nha. Nhà cậu tám mình cũng nhiều bông trang lắm. Thiên đất ơi, bết. Rồi xong hết Tết. Hết xong. Bay hết Tết rồi bay. Hết Tết rồi đó. Từ hôm lên là gạo gạo. Người đi kẻ ở. Kem bác bay bà tới rồi bay. Kem bà cố. Bác bay bác kem bà cố, bác kem bà cố. Pende video ora bene. Hả? Pende video ora very good, solo very good. Này nó bán cái này hồi xưa là mắc nhất chùm bên cầu mới bị thấy không? Đâu hả? Té. Cho mình thấy. Mày móc tụi bay nhớ lịch sử của cha mình nha. Ra đi tìm đường cũng được. Đi lên giùm nhé. Lên kêu đi cho cái cũ này ơi.
Kinh nghiệm rồi phải thông minh lại chứ. Ừ. Cô nó hỏi thì giờ lỡ tôi đang chạy giữa đường hết xăng rồi sao? Đi ơi. Cái tay vô nha, kẹt lá là đứt tay á. Tới rồi, tới rồi. Đây phút lên rồi. Lấy về cho chở du khách. Lấy tay vô kẹt tay nha. Bấm 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 Fiori, prendi fiori. Cái bữa đó có ăn nữa không ông? Lụm đùm lại đè gì vậy? Cái nồi đi tàu nữa. Đi vô. Ăn nhỏ nó nhát luôn cái ngày đó nữa hả? Nó thu gom hết luôn rồi. Được. Cái nó ăn được. Được, cái nó già ăn được. Ồ, mấy con ếch này có bằng ăn bà xíu luôn á. Cái chân thằng cháu nội kìa. Lại có hai ẩm qua kìa. Cha nó cũng màu mè vậy hả? À, biết câu lưới gì đó. Ghen phụ mày không ghen. Thì dạ ghen phụ nè. Rồi đi đây. Con gì con vợ con bí là đưa anh Tài ông anh dĩ ông phụ cho. Mùa nước nổi. Mùa nước nổi của em. Vui dễ sợ luôn á. Ta đây người ta gồng chết mình vui. Chốc an. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.